Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng cây quýt ngọt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hoa quýt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hạt quýt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh nha, mình xỏ màu xanh nha. Sau màu xanh mình sẽ xỏ màu hồng. Mọi người ơi, đây màu xanh của mình này. Màu xanh của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu xanh của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam. Mình xỏ màu cam nha. Bây giờ mình xỏ màu cam nha mọi người. Một cam của mình này, một cam của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây một cam của mình nhá. Giờ mình sẽ xỏ màu đỏ. Mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nhá. Sau màu đỏ mình xỏ màu vàng nha, mình xỏ màu vàng nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu vàng nha. Sau một thời gian nó đen đen và tẩy không tẩy được nữa. Bạc 925 cũng sáng nhưng mà nó sáng đen, còn bạc này là sáng vàng. Mọi người ơi, màu hồng của mình này, màu hồng của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây bằng màu hồng của mình nha. Mọi người ơi, đây màu tím của mình nha.
Bây giờ mình sẽ xào hạt cua nha. Có 2 lít làm sao mà không mua được đúng không?